điểm đầu từ vòng xuyến huyện Văn Giang, điểm cuối tại nút giao giữa đường vào trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với tuyến đường bộ nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình. Dự kiến đoạn 1 thông xe trong tháng 7 năm 2024, đoạn 2 dài 18,7 km có điểm đầu từ đoạn giao đường tỉnh 380 với quốc lộ 39A đến cầu Gáy tiếp giáp tỉnh Bắc Ninh sẽ hoàn tất trong năm sau. Khi hoàn tất, tuyến đường không chỉ hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông vận tải thiết yếu của tỉnh Hưng Yên mà giúp cho việc di chuyển vào cửa ngõ phía Bắc Hà Nội được thông suốt. Đây cũng là tuyến kết nối các tỉnh Hưng Yên, Thái Bình với vành đai 3,5 và vành đai 4 trong tương lai.